Hạ Ngôn, kiếp này, giai đoạn này của đời sống của địa cầu chúng ta, con người có quá nhiều nghiệp, nghiệp rất nặng. Tất cả các vị thánh đều nói như thế. Hạ Ngôn nghĩa là thời mạt pháp. Do đó chúng ta có quá nhiều thảm kịch lớn, biến cố như chiến tranh, hàng triệu triệu, hàng chục triệu người chết, rồi bệnh dịch cũng hàng triệu người chết hoặc ít nhất hàng trăm ngàn người chết. Rồi lại nhiều dịch bệnh, rồi lại chiến tranh, và rồi tai họa đại quy mô, thiên nhiên hoặc do con người tạo ra. Nên chỉ những linh hồn tuyệt vọng mới chấp nhận sự cứu rỗi nếu họ tìm thấy, và họ sẽ bám chặt lấy nó. Những linh hồn tuyệt vọng này, họ thật sự sáng suốt hơn các linh hồn không tuyệt vọng. Họ sẽ không thấy bất cứ gì bên ngoài mà cản trở đức tin và sự quyết tâm của họ. Để thoát khỏi những thế giới đau khổ này mà họ thấy, nhận thức và biết rằng đúng là vô thường ngay từ lúc đầu. Cho nên không quan trọng là minh sư trông như thế nào, miễn là linh hồn họ nhận thức được điều Ngài nói. Ngài nói chân lý, họ sẽ thành tâm và tinh tấn đi theo đến cùng. Và đối với những linh hồn này, tôi có thể thu hút họ. Các linh hồn bình thường, họ chỉ nhìn vào tính cách. Họ nhìn vào bề ngoài và họ kỳ vọng sự biểu diễn thần lực. Họ kỳ vọng bất cứ gì. Quý vị biết điều đó phải không? Cho nên họ sẽ không thể duy trì sự quyết tâm và đức tin. Chừng nào vị gọi là minh sư mà họ đã thấy hoặc muốn tin chưa vừa với cái khung nhỏ của họ. Có những khung lớn hơn, khung nhỏ hơn. Khung nhỏ để vừa với những tấm hình khác nhau. Cho nên chỉ người nào thích hình lớn mới dùng khung lớn. Và khung nhỏ chúng được dùng cho mấy thứ nhỏ. Họ không thích hình lớn. Họ có khung nhỏ và vừa dặn cho họ bây giờ. Thế cũng tốt. Quý vị thích hình lớn hơn. Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong bài Bốn loại chúng sinh trong đời người phần 3 vào ngày 14 tháng 7 năm 2019. Hướng nội nhiều hơn. Hướng nội nhiều hơn, đừng hướng ngoại, đừng nhìn tôi, nhìn bên trong của mình, xem mình có đủ trong sạch không. Nếu quý vị tu hành tiến bộ, cuộc sống hạnh phúc hơn trước, hoặc nếu quý vị giúp ai dưới hình thức nào, về tâm linh, tinh thần, vật chất, thì quý vị nên tự hãnh diện. Có điều là không phải vì quý vị là nhân vật quan trọng mà tôi mời, không phải như vậy. Quý vị là nhân vật quan trọng nếu quý vị tu hành tiến bộ, nếu cuộc sống quý vị đã hay đang có ích cho người khác trên địa cầu này, thì tôi sẽ rất hãnh diện, rất sung sướng, tốt cho quý vị. Và quý vị thật sự quảng bá việc làm của tôi qua tấm gương của quý vị, thì tôi rất vui và cảm ơn quý vị. Vì việc này, quý vị là VIP của tôi. Trong thế giới này, trên địa cầu này, chúng ta có thời gian. Ý là có yếu tố thời gian. Và khi thì giờ của mình hết, mình không còn gì khác. Dù mình có giàu đến đâu, dù mình nghèo đến đâu, có đẹp đến đâu, tuấn tú đến đâu, quý giá, danh tiếng đến đâu, khi thời điểm đến thì mình lìa đời. Sau 60, mình thấy thời điểm thật sự đang cần kề. Quý vị có biết hay không cảm nhận như vậy? Có hả? Không ạ. Không ai trên 60 ạ. Quý vị 20 hả? 40 đúng không? Còn trẻ, hèn gì. Tôi xin lỗi nhé. Tôi tưởng quý vị già chứ. Quý vị còn trẻ, tại vì quý vị cứ luôn gọi tôi là mẹ, nghĩa là quý vị còn trẻ. Đừng gọi tôi là mẹ nữa nha. Hãy học từ chó của tôi, Good Love. Nó không bao giờ gọi tôi là mẹ hoặc bạn, hoặc chị, hoặc anh, hoặc cưng, tình yêu, không gì hết. Lúc nào cũng sư phụ kính yêu. Tôi hỏi lý do tại sao. Tôi bảo với God Love rằng tôi là mẹ của nó. Tôi nói ta không phải mẹ, nhưng ta là mẹ nuôi của con. Ta sẽ thương con cũng nhiều như mẹ con vậy, nên đừng lo. Khi Good Love mới tới, tôi luôn an ủi. Tôi nói giờ thì con có mẹ, đừng lo nhé. Ta sẽ chăm sóc con hết khả năng ta, hết lòng hết sức,
Con sẽ có thức ăn ngon nhất, được chăm sóc chu đáo, nhà thoải mái và ta mãi mãi thương yêu con. Nhưng Good Love chẳng bao giờ gọi tôi là mẹ, cho nên tôi hỏi, tại sao con luôn gọi ta là sư phụ ngay cả khi bị giam trong bất cứ hoàn cảnh nào? Nếu tôi hỏi thì bao giờ Good Love cũng gọi tôi là sư phụ. Tôi nói tại sao vậy? Good Love trả lời, mỗi chữ đều có lực lượng. Mẹ có tình thương giới hạn, gọi ngài là sư phụ, vô thượng sư thì khác, được gia trì nhiều hơn. Nó nói vậy đó. Đó là cách đúng đắn để gọi ngài. Bởi vì Good Love biết tôi đến từ Iosku, vũ trụ nguyên thủy. Nhưng giờ thì tôi không biết nó biết tôi đến từ nơi cao hơn nữa hay không. Tôi không bao giờ nói, nhưng nó cứ luôn nói vậy với mọi người, mọi lúc, với bất cứ ai. Good Love thậm chí nói với heo rừng trong khu rừng của tôi ở Hồng Kông. Sư phụ từ Iosku. Hoặc ở Thái Lan, bất cứ ai đến thăm tôi, nó cứ gâu gâu, gừ gừ, nói bằng ngôn ngữ của mình. Sư phụ rất vĩ đại. Sư phụ không phải là người thường. Quý vị tốt hơn nên kính trọng ngài đủ thứ và nên tin tưởng ngài. Lúc nào nó cũng thuyết như vậy. Đôi lúc tôi phải nói chuyện với các bác sĩ thú y gì đó thì nó nhảy vào giữa câu chuyện và giảng giải. Cho nên có khi tôi phải bảo nó im lặng. Xin lỗi, im lặng, đi chơi đi. Nó rất dễ thương. Quý vị muốn gọi tôi là gì cũng được, hãy chăm sóc cho mình, nhất là về mặt tâm linh. Thà chết còn hơn là từ bỏ việc tu hành. Bởi vì nếu có chết thì mình có thể trở lại. Nhưng nếu bỏ tu hành, có thể mình sẽ không có cơ hội lần nữa để trở lại tiếp tục. Và đừng làm những gì ngược lại nguyên tắc của mình, ngược lại phẩm giá của mình, ngược lại tiêu chuẩn đạo đức của con người, chưa nói tới tiêu chuẩn của thánh nhân. Thành ra thánh nhân trên kia họ không cần những giới luật đó, họ không cần tất cả những quy luật đạo đức này, vì trên đó không có điều gì xấu. Từ vô đạo đức hoặc hành vi xấu không có trên đó, nên họ không cần có những luật lệ này. Chỉ có ở địa cầu này, vì chúng ta dưới quyền kiểm soát của lực lượng cao hơn. Phải. Nhưng sau khi tỏ tâm ấn, không ai có thể làm hại quý vị trừ phi quý vị làm điều gì sai. Họ ghi sổ hết, thậm chí ghi tỉ mỉ hơn những việc làm sai trái của quý vị. Cho dù tôi có thể giúp, tôi cũng không thể nào hoàn toàn lấy đi 100% nghiệp chướng của quý vị, dù tôi muốn làm. Bởi vì dù gì đi nữa, chúng ta đang ở trong thế giới này. Tôi nói về thế giới này, tôi không thể nói cảnh giới trên kia. Trên kia mình không cần nói nữa, mình hiểu ngay lập tức, không cần nói. Giả sử chúng ta ở trên thiên đàng, cảnh giới cao hơn, chúng ta chỉ ngồi đó với nhau và quý vị thấu hiểu tất cả mọi chuyện. Tôi không nói một lời nào cả. Ví dụ ở thế giới này, có thể ông tổng thống nhận mình làm con, nhưng nếu mình ra ngoài làm điều gì xấu thì cảnh sát sẽ bắt. Tổng thống không làm gì được. Có thể giảm bớt sự hà khắc hoặc kết án nhẹ hơn, nhưng không thể cứu mình ra. Ông không thể xóa bỏ tội trạng của quý vị. Vì vậy, quý vị có đi đâu, nhất là đối với người ngoại quốc tới thăm viếng ở đây, phải tôn trọng luật này. Mặc dầu mình không đồng ý với nó, nhưng chính phủ họ có lý do của họ vào lúc này hay lúc khác, lần này hay lần khác, để đặt ra loại luật lệ này. Có thể trước kia có người lạm dụng, nên họ phải có biện pháp khác. Vì vậy, quý vị tới đúng ngày và đi đúng ngày. Thứ nhất. Thứ hai, đừng làm mất danh tiếng của hội bằng sự bướng bỉnh, không tôn trọng luật pháp của quốc gia này. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 23 tháng 9 năm 2017. Bất cứ minh sư làm gì cũng là vì chúng sinh. Đừng cứ yêu cầu tôi nhận cúng dường của quý vị, tôi không muốn. Tôi đã bảo quý vị điều này mấy chục năm nay rồi, hiểu không? Tôi sẽ không nhận gì cả. Bây giờ tôi phải lo liệu đạo tràng và những công việc kinh doanh, cộng thêm rất nhiều thứ khác, như công việc cứu trợ, tôi không thể nào chỉ ăn không ngồi rồi. Đừng có những tư tưởng dớ dẫn rồi chỉ trích tôi là lười biếng hay là nằm ườn ra đó cả ngày. Tôi cũng có việc làm bên trong, làm cho tôi còn bận rộn hơn nữa. Ôi cho ơi, bận ơi là bận.
công việc bên trong còn bận hơn. Hồi trước, tôi không tới nỗi bận bởi vì không có nhiều nhu cầu để lên tới những cảnh giới cao như thế. Nhưng bây giờ tôi càng ngày càng bận hơn. Dĩ nhiên, các vị thiên đế trên Iosku và cao hơn nữa, tất cả đều giúp đỡ tôi. Tất cả họ đều giúp tôi, nhưng mỗi lần họ gửi tôi thông điệp thì chỉ là âm thanh. Có thể bất cứ âm thanh nào, như chó sủa hay mèo kêu hoặc bất cứ gì. Nhưng không chính xác như thế. Tôi phải thông dịch thành Anh ngữ hoặc ngôn ngữ của thế gian này. Cần rất nhiều thời giờ để làm vậy. Chẳng hạn trên màn ảnh, có rất nhiều mẫu từ xuất hiện. Thí dụ A, B, C, nhiều chữ xuất hiện cùng lúc. Rồi tôi phải sắp xếp các mẫu từ đó để ráp thành một câu. Chúng lóe lên quá nhanh. Tôi phải chọn trong các mẫu từ đó. Nhưng chúng lóe lên quá nhanh và cũng xuất hiện cùng lúc. Tôi phải tốn nhiều thời giờ và tập trung cao độ để có thể giải mã. Trong thời gian đó có thể có tiếng chó sủa, hoặc tiếng động của con người, hay là tiếng điện thoại, nên tôi không muốn người khác ở bên cạnh tôi. Không phải vì tôi không thích con người, vì nếu có ai quanh đó, tôi không thể tập trung sâu được. Như sáng nay, 4 thông điệp được gửi tới. Các thông điệp đến không phải vì tôi cần, mà quý vị cần. Cho nên tất cả đều là vì quý vị, tôi phải mất cả buổi sáng để giải mã 4 thông điệp. Một trong 4 không phải vì quý vị, nhưng cũng liên quan tới quý vị. Thông điệp cũng đến từ vũ trụ nguyên thủy và cũng vì quý vị. Họ nói rằng tôi cần phải chuẩn bị vào một cảnh giới mới, một trong những cảnh giới tách rời ra khỏi vũ trụ nguyên thủy. Cho nên tôi sẽ có rất nhiều việc để làm bây giờ. Đi vào cảnh giới mới này cũng vì quý vị. Nếu không vì chúng sinh trên trần gian này, tại sao tôi cần vào mấy cảnh giới đó làm chi? Tôi cũng không cần phải lên tới đó để thu thập lực lượng vĩ đại như thế, để làm gì? Một mình tôi có thể nào dùng hết được không? Như là 170W điện lực. Bất kỳ thông điệp nào tới và tôi tốn bao nhiêu thời giờ cho công việc bên trong và bên ngoài, đều là lỗi của quý vị. Tất cả là vì quý vị, quý vị, quý vị, quý vị, quý vị. Vậy mà vẫn còn muốn tôi gặp quý vị và muốn sờ chân, tay của tôi nữa. Dần dần và dần dần. Quý vị giống như trẻ em. Sư phụ là người rất nhạy cảm. Khi tôi gần người nào có mùi thân thể nặng, tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi cũng nói người ta phải cẩn thận khi họ vào nhà tôi. Nếu tôi ngửi thấy mùi hôi khi vào nhà, tôi lập tức bị đau bụng và cảm thấy như buồn nôn. Bằng không, cơn đau sẽ kéo dài rất lâu. Mỗi người mỗi khác, nhưng tôi nhạy cảm với những thứ đó hơn. Tôi nhạy cảm về phần vệ sinh hơn. Quý vị cũng nhạy cảm về thứ gì đó, phải không? Không phải là tội lỗi, nhưng tốt hơn là nên tránh những thứ đó. Một số người dị ứng với lông chó hoặc gào của họ. Họ ho hoặc bị ốm hay có vài triệu chứng khi họ gần chó. Một số người dị ứng với mèo, phải không? Có người không ăn được cà chua hoặc cơm hay là thức ăn nào đó. Họ không ăn được cái này, cái kia. Nhiều loại dị ứng. Tôi cũng bị dị ứng. Tôi dị ứng với mùi hôi không vệ sinh, chỉ vậy thôi. Không có gì đặc biệt. Tôi không nói là tôi cao đẳng hơn quý vị hay là cái gì tương tự. Ai cũng có một số vấn đề. Chẳng hạn, quý vị không thích mùi thuốc lá, nhưng khi ra ngoài quý vị có thể ngửi thấy khi người khác hút. Và quý vị không thích chút nào. Phải, mùi người cũng như thế. Nó không cần biết tôi là minh sư, nó vẫn đến thăm tôi như thường. Mà tôi lại mẫn cảm với mùi đó, hiểu không? Không phải là tôi không tử tế với mọi người. Không, không phải vậy. Chỉ là tôi quá nhạy cảm thôi. Sư phụ chưa từng làm gì xấu. Nhiều khi nghiệp quá nặng, tôi chịu khổ rất nhiều. Rồi tôi hỏi thiên đàng, có phải vì tôi đã làm điều gì xấu trong tiền kiếp hay không? Hoặc là tôi đã làm điều gì xấu trong kiếp này? Có điều gì tôi chưa biết không? Tôi nhờ thiên đàng cho tôi biết, bởi vì bây giờ tôi chững chạc rồi và có thể hiểu rõ họ. Thiên đàng trả lời, thưa không có, sư phụ hoàn hảo. Ngài chưa từng làm điều gì xấu cả. Tất cả đau khổ đến từ công việc của Ngài đang làm và công việc Ngài nên làm. Tất cả là do công việc của Ngài.
Nhiều khi tôi lo ngại mình đã làm điều gì sai lầm, bởi vì quá nhiều nghiệp chướng đến với tôi, và tôi chịu khổ quá nhiều. Tôi nghĩ có lẽ tiền kiếp mình nợ con người, nhưng không phải vậy. Đó là lý do tôi thường hỏi thiên đàng những câu hỏi như vậy. Hỏi họ chính xác hơn, phải không? Vậy nên tôi chưa từng làm gì sai lầm cả. Đừng có những tư tưởng dớ dẫn rồi tạo nghiệp thì sẽ ảnh hưởng tới tôi. Thiên đàng bảo vệ tôi, cho nên quý vị phải cảm ơn các thiên đế trên đó giùm tôi nha. Tôi đã cảm ơn họ rồi, nhưng họ nói rằng đó là những gì họ có thể làm, và đó là niềm vinh dự, và họ có trách nhiệm bảo vệ cho tôi. Họ cảm thấy rất vui mừng vì có thể bảo vệ tôi. Họ luôn luôn khóc vì tôi, thấy tôi chịu khổ quá nhiều. Tôi kể quý vị biết những chuyện đó vì tôi muốn quý vị biết chút đỉnh. Tôi không muốn giấu quý vị. Quý vị tới đây để học với tôi, nên nếu tôi biết điều gì, tôi sẽ kể và cho quý vị biết, chỉ như là gia đình chia sẻ với nhau, đúng không? Khi chịu đau khổ vì chuyện gì đó, mình cũng kể cho con cái nghe, mình cũng để các con cảnh giác hơn. Nếu con cái gây lỗi lầm gì, mình cũng sẽ nói cho họ biết để họ tiến bộ. Tuy nhiên đối với tôi, hoàn cảnh rất khó khăn, bởi vì sau cùng quý vị không phải con cái của tôi. Quý vị là đệ tử của tôi, cho nên tôi phải dạy dỗ kỷ luật quý vị. Đâu phải quý vị ai cũng hoàn hảo, đúng không? Đâu phải đồng tu nào cũng ngoan. Đâu phải ai cũng kiên định bên trong lẫn bên ngoài. Cho nên nếu tôi dạy kỷ luật ai đó, đừng xen vào. Nếu xen vào, quý vị sẽ lãnh nghiệp của người đó. Quý vị có quyền lãnh nghiệp chướng của người đó, nhưng điều đó làm công việc của tôi khó khăn hơn. Khi quý vị xen vào sẽ gây khó khăn cho tôi làm việc của tôi. Nói cho cùng, tôi là sư phụ hay là quý vị? Quý vị là sư phụ hả? Dạ không. Có muốn ngồi đây dạy người ta không? Dạ không. Có muốn không? Dạ không. Chúng ta có nên đổi vị trí cho nhau không? Dạ không. Nếu muốn, quý vị sẽ biết việc đó dẫn đến biết bao đau khổ. Dạy dỗ con cái của người khác không dễ dàng chút nào. Thiền âm thanh cho giỏi. Khi tôi ở nơi của mình, tôi vẫn nhận được câu hỏi của quý vị và tôi viết câu trả lời ở đây. Nhiều giấy ghi chú, đây cũng là lỗi của quý vị, hiểu không? Dù là giờ nào, thậm chí vào nửa đêm khi tôi đang ngủ, tôi vẫn phải thức dậy để ghi xuống. Nếu không tôi sẽ quên, hiểu không? Tôi phải làm mấy việc đó để làm gì? Nói đi, nói đi. Cho chúng con. Ồ, bây giờ biết rồi. Đừng nói rằng Minh Sư không có việc để làm. Không phải chỉ những gì tôi nói quý vị biết. Tôi còn có rất nhiều thứ khác phải lo liệu. Những tư tưởng dớ dẫn sẽ tạo nghiệp xấu cho quý vị. Khó cho quý vị đi lên, nhưng dễ đi xuống. Một ý nghĩ cũng sẽ kéo quý vị xuống. Cho nên luôn luôn nghĩ khẳng định, hiểu không? Hãy cầu nguyện và niệm năm hồng danh, luôn luôn chú tâm vào bên trong và thiền, hiểu không? Hãy thiền âm thanh cho giỏi. Thiền âm thanh dạy dỗ bên trong quý vị, đó là giáo dục tâm linh ở bên trong. Âm thanh không dùng ngôn ngữ trần gian, nên ai cũng có thể hiểu. Giống như những thông điệp thiên đàng gửi cho tôi, chỉ là một âm thanh, nhưng khi thông dịch, chúng ta cần một vài câu hoặc rất nhiều nội dung. Bắt được nội dung là công việc khó khăn. Làm minh sư là công việc khó khăn, cho nên đừng ganh tị với tôi. Đừng chỉ nhìn vào bề ngoài thôi. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 17 tháng 9 năm 2017. Trước khi quá muộn. Có ngày mình thấy vui, có ngày không. Nay đẹp, mai xấu. Dầu sao tất cả đều là phù du, giả tạm. Nay trẻ, mai già. Nay sống, mai chết, ai biết được. Đây không phải là nhà mình, không phải là thân thể mình. Mọi thứ đều giả tạm. Cũng không phải là gia đình của mình. Mọi thứ đều vô thường, tạm thời. Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra đi và để lại mọi thứ phía sau. Do đó chúng ta cần phải lo lắng mình sẽ đi đến đâu và mang theo những gì. Cho nên thỉnh thoảng tôi phải nhắc nhở quý vị tại sao chúng ta phải thiền
và liên lạc với nhà của mình, nhà thật sự của mình, trước khi quá muộn. Đơn thuần làm vì lợi ích của chúng sinh khác. Bất cứ những gì tôi cho họ đều thuần túy và tình thương, chỉ để làm cuộc sống họ tốt hơn, ít nhất là cho ngày hôm đó. Tôi chuyện trò với quý vị, hỏi han về cảm giác của họ trên mảnh đất này, và họ sẽ kể cho tôi nghe mọi điều. Ồ, rất là khó khăn, ngôn ngữ, lúc mới đến rất khó khăn, bây giờ vẫn cảm thấy như người xa lạ ở đây. Người ta không nghĩ mình là người Pháp, không nghĩ mình là người Anh. Anh ta kể tôi nghe tất cả những cảm xúc, những khó khăn gia đình, những cảm giác thâm sâu bên trong, mọi điều. Và tôi chắc chắn rằng anh ta sau đó có cảm giác dễ chịu hơn. Cảm thấy như trút xuống gánh nặng. Không phải tôi chỉ cho anh ta tiền hoa hồng. Tôi cho anh ta tình thương, đôi tay cảm thông, chia sẻ niềm cảm thông với anh. Bởi vì tôi biết anh ta ra sao, cảm giác như thế nào. Tôi tự nhiên biết. Tôi không muốn khoe khoang với quý vị, nói rằng đó là một loại tình thương vô điều kiện. Nhưng đó là tình thương vô điều kiện. Tôi làm chỉ vì họ, không phải cho tôi. Đôi khi tôi thà ngồi đó yên lặng tọa thiền cũng tốt cho anh ta. Nhưng đối với anh ta, sự giúp đỡ thực tế và chỉ nói chuyện với anh ta, và cho anh ta tiền hoa hồng hậu hỷ nữa. Tôi cứ để anh ta nói, và tôi cứ thiền, nhưng tôi lắng nghe, hiểu không? Anh ta biết tôi đang lắng nghe, và điều đó giúp đỡ cho anh. Đây chỉ là một thí dụ. Cho nên bất cứ điều gì quý vị làm cho người khác, hoàn toàn là vì muốn họ cảm thấy nhẹ nhàng, vì hạnh phúc của chính họ, đó là tình thương vô điều kiện. Thậm chí không suy tính sẽ có phần thưởng từ thiên đàng, hoặc có được ân điển bởi tình thương vô điều kiện. Đó là tình thương vô điều kiện. Nhưng quý vị phải làm, quý vị phải huấn luyện lại chính mình. Quý vị có nó ở bên trong, quý vị là Thượng Đế, quý vị thánh thiện. Quý vị từ Thượng Đế, quý vị có ít nhất một số phẩm chất từ Thượng Đế, quý vị là tình thương đó. Chỉ cần huấn luyện lại mình thôi, được không? Huấn luyện lại mình, vào bước chân thiêng liêng này, đi về hướng đó, và rồi từ từ quý vị sẽ nhớ, à, nó là như vậy. Quý vị sẽ làm một cách tự động, và quý vị không khỏi có cảm giác yêu thương đối với muôn loài, mọi sinh vật quý vị gặp. Trích đoạn lời sư phụ vào ngày 27 tháng 5 năm 2007 tại Áo Quốc. Lời Pháp Cam Lồ. Chỉ trích bất cứ điều gì thì rất dễ, nhưng chúng ta phải tự kiểm thảo trước. Chúng ta đã đóng góp điều gì chưa? Chúng ta có xứng đáng, có ở địa vị thích hợp để có thể chỉ trích người nào đó không? Chúng ta có làm được việc gì tốt hơn người đó không? Vì nếu không làm điều gì tốt, thì thậm chí chúng ta không xứng đáng để mở miệng nói với ai về bất cứ điều gì, dù là chỉ trích hay không.